Hôm nay tôi mang đến cho bạn một bộ phim ma kinh dị Thái Lan năm 2020 mang tên Nàng Hầu Gái. Nào, cùng trùng khám phá bộ phim này nhé. Bên trong phòng khám tâm lý, bệnh nhân nữ này đang nói chuyện với bác sĩ về nỗi kinh hoàng mà cô ấy đã từng trải qua. Ngay cả sau khi từ chức ở đó, cô vẫn thường xuyên gặp ác mộng. Cô ấy từng là một người giúp việc trong một gia đình giàu có. Một đêm nọ, cô ấy phát hiện con búp bê khỉ của cô chủ nhỏ thế mà lại sống dậy. Nó trở nên rất đáng sợ và luôn theo dõi cô ấy. Từ cái bóng phản chiếu trên con búp bê, cô nghĩ rằng có một con ma gắn liền với nó. Lo lắng rằng một điều gì đó kinh hoàng hơn sẽ xảy ra trong tương lai, cô đi tìm bà chủ Uma để xin nghỉ việc. Sau khi người giúp việc rời đi, cô con gái nhỏ tên Nít hỏi mẹ chuyện ma quỷ có thật không. Uma nói trên đời này không hề tồn tại ma quỷ. Sau đó, cô đặt con búp bê khỉ bên cạnh con gái, nói rằng nó sẽ ở lại với cô bé. Và đừng nghĩ về những điều ma quỷ nữa, vài ngày nữa mẹ sẽ tìm một người giúp việc mới. Sau khi dỗ con gái ngủ, cô chuẩn bị rời khỏi phòng thì đột nhiên nghe thấy tiếng khỉ kêu. Quay sang nhìn con gái, cô thấy mọi thứ không có gì khác thường. Nít ngủ đến nửa đêm đột nhiên tỉnh lại. Khi cô bé đang đi xung quanh nhà với con búp bê khỉ của mình, lại thấy một người giúp việc mà trước đây cô chưa từng thấy. Đồng thời, đối phương có vẻ mặt quỷ dị đáng sợ. Cô ta mỉm cười và nhìn chằm chằm vào Nít. Ngày hôm sau, cô bé đổ bệnh vì sợ hãi. Bác sĩ sau khi kiểm tra cho biết, Nít bị chứng mất trí nhớ di truyền. Từ từ, Nít sẽ trở nên đãng trí, bối rối và xuất hiện ảo giác. Đôi khi cô bé có thể nhìn thấy một người bạn tưởng tượng hoặc điều gì đó khiến cô bé sợ hãi. Bác sĩ yêu cầu cha mẹ của Nít quan tâm tới cô bé nhiều hơn. Bên này, rơi ngồi trên chiếc xe đến dinh thự lớn của Uma. Cô ấy sắp được thuê làm người giúp việc mới trong gia đình này. Sau khi cô vào nhà, người giúp việc cũ tiếp đón và bắt đầu giới thiệu nội quy làm việc tại đây. Quan trọng là hãy làm tốt công việc của mình, không tọc mạch chuyện của người khác. Ngoài việc làm công việc nhà hàng ngày, Joy cũng cần phải chăm sóc Nít. Cô bé không thể ra ngoài vì bệnh. Joy được sắp xếp sống một mình trong ngôi nhà cạnh rừng cây bên ngoài dinh thự. Sau khi sắp xếp xong đồ đạc, Joy soi gương và ướm thử bộ đồ hầu gái. Đột nhiên, cô phát hiện ra cầu thang phía sau có một người phụ nữ đang theo dõi mình. Khi cô quay đầu lại, đối phương đã nhanh chóng leo lên. Joy cầm nến bước lên cầu thang, nhìn thấy một người phụ nữ trong trang phục hầu gái. Nhưng cô ấy sợ hãi không dám bước tiếp, liền trở lại tầng dưới. Sau đó khi cô đang ngủ trong phòng, lại nghe thấy tiếng hít thở nặng nề bên ngoài cửa. Joy lập tức ngồi dậy thì thấy một bàn tay ma thò ra từ cửa. Cánh cửa khép hờ từ từ mở ra, lộ ra một bộ mặt đáng sợ. Ngay sau đó, ma hầu gái đột nhiên xuất hiện bên cạnh giường. Lúc này Joy bừng tỉnh lại, hóa ra là một giấc mơ. Bên ngoài trời cũng đã sáng, người giúp việc cũ đưa cô đến chào bà chủ. Nhưng thái độ của đối phương rất là kiêu ngạo và thô lỗ, hỏi Joy làm việc ở đâu trước đây. Joy nói làm giúp việc trong một gia đình người nước ngoài. Sau khi đối phương về nước thì nghỉ việc. Sau đó, Uma cũng chỉ dặn dò cô sau này làm việc cẩn thận một chút. Ngày làm việc đầu tiên chính thức bắt đầu. Khi Joy chuẩn bị đưa Nít rời khỏi phòng, đột nhiên cảm thấy như có ai đó đang theo dõi sau lưng mình. Nhưng khi cô xoay người nhìn lại thì không thấy gì bất thường, nhưng Joy vẫn vô cùng sợ hãi. Buổi tối khi cô đang tắm cho Nít, nghe thấy một tiếng động lạ phát ra từ cửa. Nhưng sau khi Joy nhìn ra cửa, lại không thấy có gì đáng ngờ. Cho đến khi cô trở lại phòng tắm, cô hoảng sợ nhìn thấy trong gương chính là cô hầu gái đáng sợ. Sau khi tắm cho Nít trở về phòng, Joy hỏi cô bé có nhìn thấy thứ đó không. Nít gật đầu. Lúc này Joy biết đó không phải là ảo giác của mình. Đêm đó, Nít lại bị đánh thức bởi cô hầu gái ma. Đối phương chồm tới trước mặt cô, nhìn chằm chằm. Joy nghĩ rằng Nít đang ngủ, liền lén đi tới thư phòng của chủ nhân tìm kiếm cái gì đó. Kết quả là cô tìm thấy một vài bức ảnh trên kệ sách. Trong ảnh là vợ chồng chủ nhân của gia đình này, còn có một bức ảnh chụp chung với một người hầu gái. Đột nhiên lúc này, Joy cảm thấy khác lạ, nhìn sang bên cạnh, nhìn thấy cô hầu gái ma cách đó không xa, nhưng trong nháy mắt lại biến mất. Sau đó, cô cúi đầu và chuẩn bị tiếp tục xem ảnh, cô hầu gái kia lại bất ngờ xuất hiện. Joy vô cùng sợ hãi, vội vàng lấy bức ảnh và rời khỏi thư phòng. Khi cô ấy chạy đến cuối hành lang, phát hiện ra rằng Nít đã thức dậy. Cô bé đang dựa vào cửa nhìn cô. Lúc này, Joy thấy ánh đèn trong phòng của Nít đột nhiên tắt. Ngay sau đó, ma hầu gái kia lại xuất hiện. Trong sự hoảng loạn của cô, cánh cửa phòng Nít đóng lại. Joy vội vã tiến lên và xoay tay nắm cửa, muốn mở cửa phòng cứu Nít. Đột nhiên, cô nghe thấy giọng nói của Nít sau lưng. Cô quay đầu lại, nhìn thấy Nít đang ngẩng đầu nhìn cô. Joy nhìn lại và thấy cô hầu gái, vội vàng lùi về phía sau và kéo Nít chạy đi. Sau đó, cô đi tìm Uma, kể về những gì mình vừa chứng kiến. Hơn nữa, còn nói hồn ma rất giống với người giúp việc trong bức ảnh. Sau khi Uma cầm bức ảnh, hỏi Joy lấy nó ở đâu. Joy nói dối là mình nhặt được khi dọn dẹp. Sau đó, Uma nói người này chỉ là một người giúp việc đã từng làm việc ở đây. Sau này không được nhắc đến cô ta nữa. Khi Joy rời đi, những ký ức trong tâm trí Uma ngay lập tức hiện ra. Người giúp việc trong ảnh tên là Perloy, ngoại hình xinh đẹp lại hiểu lòng người. Hai người mặc dù là chủ tớ, nhưng thường trò chuyện như những người bạn. Nidek, chồng của Uma bận rộn với công việc, thường không ở nhà với cô ấy. Điều này khiến Uma nghĩ rằng chồng mình không còn yêu mình nữa. Thường những lúc như này, Perloy sẽ luôn khuyên cô, khen ngợi ngoại hình xinh đẹp của cô và gia thế nổi bật.
Ông chủ không về nhà chỉ là bận rộn xã giao, nói mọi người ai cũng đều yêu Uma. Sự thân mật của đối phương luôn khiến Uma cảm thấy thoải mái. Nhưng trong thực tế, Nizek vẫn lạnh nhạt với cô ấy, hai vợ chồng giống như người xa lạ. Dần dần, cô và Poloy nảy sinh tình yêu đồng giới. Đó cũng là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô ấy. Sáng hôm sau, khi người giúp việc đang bận rộn nấu ăn trong nhà bếp, Joy đột nhiên hỏi hai người giúp việc cũ khác, người tên Poloy kia chết như thế nào. Hai người họ có vẻ rất căng thẳng sau khi nghe thấy điều này. Nói Joy làm việc ở đây thì ít xen vào việc của người khác. Nhưng càng như vậy, càng khiến người ta tò mò. Roy chuyển sang hỏi tài xế về Poloy. Ông ấy nói Poloy là do phu nhân thuê tới. Hai người họ từ chủ tớ, sau đó trở nên thân thiết như những người bạn tốt. Khi không có ai ở nhà, phu nhân luôn gọi Poloy tới làm bạn. Ngay cả người giúp việc già đã làm việc ở đây nhiều năm cũng không bằng địa vị của Poloy. Nhưng sau đó, Poloy đột ngột ra đi không lời từ biệt. Sau khi Joy chào tạm biệt tài xế và lên lầu, thì nghe thấy tiếng cãi vã của mẹ con Uma. Cô bí mật trốn ngoài cửa, nghe thấy Uma không ngừng tra hỏi con gái, ai cho con được vẽ tranh trên tường, sau này không được vẽ nữa. Sau khi Uma rời đi, Joy đến phòng Nít và xem các bức tranh. Cô cũng hỏi Nít đây là ai bảo cô bé vẽ. Có ba người trên đó, ngoại trừ ông bà chủ, người còn lại là ai? Nít nói rằng đó là cô hầu gái. Bên này, Nidek trong thư phòng ngồi nhìn vào bức ảnh trong tay, nhớ tới người giúp việc vừa lòi trước kia. Anh biết rõ cô ấy được vợ tin tưởng, nhưng cũng không bao giờ kiêu ngạo, rất biết thân biết phận. Đồng thời, thái độ rất hiểu biết, khiến Nizek đánh giá cao người giúp việc này. Sau đó sự nghiệp của anh ấy gặp khủng hoảng. Khi anh bảo vợ đi nhờ bố vợ giúp đỡ, lại đối phương từ chối ngay tại chỗ. Mặt khác, sự dịu dàng và chu đáo của Poloy làm cho anh ta không kìm lòng được, đã cùng cô ấy phát sinh quan hệ. Bên này, Joy đang dỗ Nít đi ngủ, cùng cô bé tán gẫu về người giúp việc cũ của Poloy. Từ miệng của cô bé, cô biết rằng họ thường xuyên gặp nhau. Khi Joy hỏi cô ấy đang ở đâu, ánh mắt Nít nhìn về phía sau cô. Joy do một lúc, Joy nhìn lại, nhưng không tìm thấy ai. Sau đó ma hầu gái xuất hiện sau lưng Joy, nắm lấy cô đẩy về phía trước, đưa cô đến một không gian khác. Ở đây, Joy nhìn thấy những gì đã xảy ra nhiều năm trước. Ngay sau khi Nizek và Poloy có quan hệ, cô ấy đã có thai. Điều này làm cho Nizek, người đã không có con trong nhiều năm, cảm thấy rất hạnh phúc. Nhưng khi anh ta nói với Uma về chuyện này, đối phương có vẻ vô cùng tức giận. Cô ấy cho rằng Nizek là một thằng đàn ông nghèo hèn, dựa vào thế lực nhà mình mới được như ngày hôm nay, thế mà lại dám phản bội cô ta. Nhưng dù sao thì Poloy cũng đã sinh ra một đứa con, cũng chính là Nít bây giờ. Nhưng một lần cô ấy đang dọn dẹp trong phòng tắm, vô tình trượt chân ngã đập đầu vào bồn tắm. Do nhìn Poloy ngã xuống trong vũng máu, nỗi đau trong lòng không thể diễn tả được. Thật ra, Poloy là chị ruột của cô. Vào thời điểm đó, gia đình quá nghèo, chị gái Poloy đã phải ra ngoài làm việc khi cô còn bé. Sau đó, khi cô ấy làm việc tại nhà Nizek, cũng thường xuyên viết thư cho em gái Joy, kể cho Joy nghe những gì cô ấy đã trải qua ở đây. Nghĩ rằng là một người giúp việc, nên Poloy không thể từ chối chủ nhân. Lúc đó, Poloy đã không chết sau khi ngã trong phòng tắm. Tuy nhiên, Uma nhìn thấy tất cả những điều này lại không cứu. Thay vào đó, cô ta đóng cửa lại để mặc cho Poloy mất máu đến chết. Tất cả những người hầu trong nhà đều biết điều này, chỉ là bị phu nhân Uma cảnh cáo, ai hỏi cũng phải nói là cô ấy bỏ đi không lời từ biệt. Thật ra, cô ấy đã được người hầu chôn ở trong sân. Trở lại không gian thực của Joy, trong miệng cô ngân nga bài hát mà chị cô đã dạy khi cô còn nhỏ. Lúc này, Poloy từ từ xuất hiện bên cạnh cô. Hai chị em nhìn nhau, Joy hỏi chị ấy những gì đã xảy ra với chị. Poloy nắm lấy vai cô, một lần nữa đưa cô trở lại đêm mưa của nhiều năm trước. Khi những người đó đang đào hố chôn Poloy, cô ấy vẫn chưa chết. Tất cả mọi người trong gia đình này đều thấy Poloy đang cố gắng rẽ ruộng, nhưng tất cả mọi người đều giả vờ nó chỉ là một cái xác. Cuối cùng, Poloy bị bọn họ chôn sống. Kế đến, chúng ta thấy Joy đang gặp bác sĩ tâm lý. Bác sĩ hỏi Joy tại sao lại nghỉ làm việc ở chỗ cũ. Joy vui vẻ nói với bác sĩ gia đình họ chuyển ra nước ngoài sinh sống. Nhưng trên thực tế, cô đã giết cả gia đình này. Sau đó, tâm lý của Joy có vấn đề lớn. Nhưng cô ấy rất giỏi ngụy trang, khiến các bác sĩ tâm lý không thể nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Tối hôm đó là sinh nhật Uma, gia đình Nizek đặc biệt chuẩn bị một bữa tiệc hoành tráng. Hai vợ chồng chủ nhà đều ăn mặc rất đẹp. Còn Joy đang chuẩn bị một loại thuốc độc chết người. Sau khi màn đêm buông xuống, khách lần lượt đến cửa. Vợ chồng Nizek tình tứ xuất hiện. Người giúp việc Joy cũng mở màn sự trả thù cho chị gái mình. Đối tượng đầu tiên là kẻ đã che giấu cái chết của Poloy và tham gia chôn sống, chính là người tài xế. Joy dùng túi ni lông trùm đầu để đối phương kết ngạt trong xe. Đối tượng trả thù tiếp theo là một trong hai người giúp việc già. Đối phương bị Joy trói vào ghế. Mà lúc này bên ngoài, người giúp việc còn lại đã phát hiện ra cái chết của người tài xế. Nhưng bà ta cũng nhanh chóng bị Joy đứng bên cạnh tiêm cho một liều thuốc độc. Ngay sau đó, Joy trở lại nhà bếp, dùng dao cắt cổ người giúp việc kia. Sau đó cô vào phòng tắm, làm sạch vết máu trên khuôn mặt. Tiếp theo luyện tập cách chào hỏi khách trước gương. Lúc này, bữa tiệc đang được dàn dựng với tình nghĩa vợ chồng sâu nặng. Nizek bày tỏ tình cảm sâu sắc với vợ trước mặt quan khách. Sau đó, tất cả mọi người hát bài hát chúc mừng sinh nhật.
dành lời chúc phúc cho nhân vật chính của đêm nay. Sau khi kết thúc xã giao đơn giản, Uma trở về phòng, nhìn những bức thư mà Bloy đã từng viết, lại nghĩ đến người giúp việc đã mang lại hạnh phúc cho mình. Bên này, Joy giết người xong thì đi vào phòng của Nid, đeo tai nghe cho cô bé. Cô không muốn cô bé nghe thấy tiếng la hét ồn ào. Ở bên kia giường là hồn ma của Bloy, mà lúc này trong bữa tiệc, khách bị ngộ độc rượu bắt đầu lên cơn co giật. Trong khi đó, Joy mặc áo mưa và cầm lấy con dao, bắt đầu tàn sát đám đông trong hội trường. Sau khi giải quyết tất cả quan khách, cô xuất hiện trong phòng của Uma. Nhưng cô ta không ngạc nhiên khi thấy Joy bê bết máu. Cô đoán được Joy là em gái của Bloy. Sau đó, cô ta lấy ra những lá thư và nói với Joy, đây là những bức thư cô đã viết cho Bloy khi còn bé phải không? Lúc này, cô ta vẫn nói với Joy, Bloy đã bỏ đi mà không nói lời từ biệt. Không lâu sau, Uma bị ngộ độc cũng bắt đầu tấn công. Joy đến gần cô ta và nói, tôi đã chuẩn bị trái yêu thích của cô. Trước khi chết, Uma thực hiện pha phản công điên cuồng cuối cùng. Cô ta nhào ra đẩy Joy xuống đất, đè lên người Joy. Sau đó dùng hai tay ra sức bóc cổ cô ấy. Đúng lúc này, Uma đột nhiên nghe thấy giọng nói của Bloy. Khi cô ta đang sững sờ nhìn lên, thì Joy lại đang cầm một con dao, đâm tiếp theo vào cổ Uma. Uma ngã xuống vũng máu, nhìn thấy Bloy nằm bên cạnh. Lúc này, cô ta giống như Bloy nhiều năm trước, ngã xuống phòng tắm và đưa tay ra cầu cứu. Nhưng Uma tàn nhẫn đóng cửa lại không quan tâm. Mặc dù Bloy đã mang lại cho cô ta niềm hạnh phúc, nhưng vì cô ta không thể sinh con, cho nên nếu Bloy chết đi, cô ta mới có thể vĩnh viễn được làm mẹ của Nid. Bên này, Nizek đang gọi điện thoại cho bố vợ, nói mình không muốn thăng chức nữa, không muốn biệt thự nữa, càng không muốn muốn con gái của ông nữa. Chỉ muốn uống một ly rượu một cách vui vẻ. Nhưng Nizek nhanh chóng cảm nhận được điều gì đó không ổn. Chất độc trong rượu của Joy bắt đầu bùng phát. Trong cơn mê man, anh ấy đã gặp lại Bloy, đuổi theo bóng dáng cô ấy trở lại đại sảnh. Lúc này, khắp nơi đều có xác chết. Khi anh ấy đẩy cánh cổng vào sân trong, lại thấy một ngọn lửa phía trước. Người phụ nữ anh yêu, Bloy, bước ra từ ngọn lửa. Cho đến khi cơ thể cảm thấy đau đớn, Nizek mới nhận ra không phải Bloy đang ở trước mặt mình. Cuối cùng, anh ta cũng bị Joy giết bằng dao. Cô đã trả thù thành công cho chị gái mình. Tất cả những người có liên quan hoặc không liên quan đến cái chết của Bloy cũng đã đều bị Joy điên cuồng giết hết. Ngay từ đầu khi cô ứng tuyển vào đây, chính là vì tìm hiểu sự mất tích của chị gái. Sau khi biết nguyên nhân cái chết, cô quyết định trả thù. Các bạn nghĩ ma hầu gái có thực sự tồn tại hay không? Joy, Bloy và Nick cùng mắc chứng sa sút trí tuệ di truyền. Ban đầu, bác sĩ nói rất rõ ràng, người bệnh sẽ bị ảo giác. Những người khác từ đầu đến cuối chưa bao giờ nhìn thấy ma hầu gái, vậy mà Nid và Joy lại thấy. Trùng mạnh dạn suy đoán, nguyên nhân cái chết của Bloy cũng là do Joy tưởng tượng. Liệu họ có bị những người đó chôn sống hay không, vẫn chưa rõ ràng. Nhưng mình chỉ là đoán thôi nhé, hi hi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Xem xong bạn có cảm nghĩ gì? Hãy comment cảm nghĩ của bạn dưới phần bình luận cho mình biết nhé. Hẹn các bạn trong video ngày mai.